Mới đây nhất, theo truyền thông Hàn, đài TVN đã đưa ra thông báo quyết định sản xuất phần 2 và 3 của bộ phim Bạn trai tôi là Hồ Ly. Thông tin này được lan truyền mạnh mẽ, thu hút nhiều sự chú ý. Phản hồi về tin đồn trên, đại diện của TVN cho biết, chúng tôi đang có những cuộc thảo luận tích cực về mùa thứ 2 của Bạn trai tôi là Hồ Ly. Đội hình diễn viên hoặc chi tiết phát sóng vẫn được hoàn thiện. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho 16 tập trong phần 2 và đạo diễn Cancinio của phần 1 sẽ phụ trách chỉ đạo một lần nữa. Roboa, diễn viên đảm nhận nữ chính của Bạn trai tôi là Hồ Ly phần 1 xác nhận sẽ không tham gia những phần tiếp theo. Các nhân viên sản xuất cho biết họ đang lên kế hoạch tuyển chọn để tìm một gương mặt tiềm năng mới. Được biết, phần 2 lấy bối cảnh thời kỳ chiếm đóng của thực dân Nhật Bản năm 1910 đến năm 1945. Trong khi đó, phần 3 sẽ là một bộ phim cổ trang ở thời đại Joseon. Roboa là nữ diễn viên dày dặn kinh nghiệm với hơn 7 năm trong nghề. Ấn tượng về cô có lẽ đến từ đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp, phảng phất chút ngây thơ như búp bê. Nữ diễn viên sinh năm 1991 nổi tiếng nhờ vai Am Sua trong bộ phim Shut Up Flower Boy Band. Sau 5 năm, phiên bản hiện đại của nàng thiên cá đã được làm lại với tựa Mỹ Nhân Ngư, do cô nàng đảm nhận vai chính cũng nhận được nhiều phản ứng tốt. Trong quá khứ, cô cũng trở thành đối tượng bị fan lùng sục ảnh nhạy cảm. Theo đó, vào thời điểm bộ phim Fatal do Choboa đóng vai nữ chính cùng nam diễn viên San Hyuk sắp được ra rạp, thì cảnh lộ da thịt trong quá khứ của cô đã bị phát tán trên mạng. Trước thông tin nữ chính bị thay thế, cộng đồng mạng xứ Hàn đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ nữ chính thay đổi so với câu chuyện trong quá khứ cũng không sao, nhưng cũng có nhiều fan bày tỏ, tôi xem vì Choboa. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò rằng, không biết bộ phim có hay không nếu nữ chính thay đổi. Bạn trai tôi là Hồ Ly được phát sóng vào cuối năm 2020 với sự tham gia của Lee Jong-wook, Choboa và Kim Bum. Bộ phim xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm của Hồ Ly, Lee Jeon cùng cô gái người Trần A-eum. Lee Jeon sẵn sàng từ bỏ vị trí thần núi Baekdu để đi tìm kiếm linh hồn người tình. Sau khi biết thông tin nữ chính bị thay thế, cũng không ít cư dân mạng nhanh chóng tìm ra những ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính trong bộ phim này để sánh đôi cùng Lee Jeon-wook. Với nhiều lần hợp tác cùng phản ứng hóa học bùng nổ mỗi khi nên đôi trong một tác phẩm nào đó, Juina và Lee Jeon-wook luôn là cặp đôi được khán giả nhiệt liệt đẩy thuyền. Nếu vị trí nữ chính của phim Bạn trai tôi là Hồ Ly thuộc về Juina, thì đông đảo người hâm mộ của cặp đôi sẽ vui sướng khôn xiết. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì một số ý kiến cho rằng Juina không hợp với bộ phim này vì trông quá hiền. Dù có vẻ không thuận lòng số đông, nhưng Juina vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính. Một cái tên khác bất ngờ được khán giả đề cử chính là Lizia, nữ diễn viên từng gây sốt với vai chính trong bộ phim Penthouse và thu về rất nhiều phản ứng tích cực. Lý do được đưa ra là ở nữ diễn viên luôn toát lên vẻ huyền bí ma mị. Bên cạnh đó, lối diễn linh hoạt, lúc nhẹ nhàng ấm áp, lúc gay gắt cứng rắn đã làm cho nhiều người tin rằng cô nàng xứng đáng được sánh vai với Hồ Ly. Ngoài ra, IU cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính. Sau vai diễn bà chủ Jamanwo đánh đá trong bộ phim Hotel de Luna, cô được mọi người tin tưởng rằng sẽ không khó để hoàn thành vai trò bạn gái Hồ Ly thông qua lối diễn cá tính mạnh mẽ chững chạc của mình. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của hai diễn viên họ Ly là điều khiến khán giả tò mò và không ngừng mong chờ. Dù còn khá trẻ tuổi nhưng cô Min Si vẫn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện nếu sánh vai cùng Lee Jong-wook trong bộ phim này. Bởi lẽ ở cô Min Si luôn toát một màu sắc trầm buồn nhưng cũng vô cùng bí ẩn ma mị. Chưa kể, sau thành công vang dội của Youth of May, khán giả càng có cơ sở để thấy một Go Min Si giàu nội tâm nhưng cũng rất thẳng thắn và bộc trực trong phim mới. Một cái tên khác cũng được liệt kê làm nữ chính đó chính là Seo Jae-ji. Thực sự, cô chỉ mới nổi những năm gần đây. Dù có dính đến một vài lùm xùm về tình ái nhưng không thể phủ nhận, nữ diễn viên rất tài năng có thể đảm nhận được đa vai diễn. Với phong cách diễn có phần lạnh lùng cá tính điên loạn, cô được dự đoán sẽ gây bão trên màn ảnh truyền hình nếu hợp tác với Lee Jong-wook. Mặc dù có rất nhiều dự đoán cho vị trí nữ chính, nhưng nhiều người vẫn khẳng định rằng Roboa mới thực sự phù hợp với phim và phù hợp với Lee Jong-wook. Hy vọng rằng, dẫu kết quả về dàn cast có ra sao, thì khán giả vẫn sẽ ủng hộ và yêu mến bộ phim.